Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi lại trở lại quay video, một cái clip video ngắn để giới thiệu với quý vị cái cách mà mình có thể mà trồng những cái loại cây dễ trồng đó. Thì mình trồng ở trong nhà thì mặc dù là ở cái xứ lạnh như tôi mùa đông nhưng mà mình vẫn có những cái cây để mình ăn. Thì thưa quý vị nhìn cây này chắc quý vị biết rồi ha. Đây là cái cây dấp cá đó. Hôm nay ở chỗ tôi Minnesota thì trời cũng nắng nhưng mà nhiệt độ bên ngoài chỉ có 0 độ C thôi, mà nó có nắng nên mình cũng thấy dễ chịu. Lúc này cái dịch cúm Corona nó lan tràn quá quý vị ha. Ở Minnesota chúng tôi thì cũng đã có 9 trường hợp rồi đó. Thành ra là chúng tôi được khuyến khích là làm việc ở nhà, nên là chúng tôi làm việc ở nhà đa số. Thì như thường lệ thì cứ khoảng 2 3 tuần đây thì tôi lại đi xuống dưới basement để gặt hái. Thì thưa quý vị, đây là cái cây dấp cá mà tôi có. Nó cũng chỉ là có một cái chậu nhỏ thôi quý vị, nhưng mà mình cứ có ở dưới basement nó có cái cửa sổ đó, nó có cái cửa, thành ra tôi để đó. Thì cứ 2 3 tuần thì mình lại gặt hái một đợt. Thì nhà ít người thì ăn nó cũng có cái rau ăn lai rai, mình thích ăn mấy cái loại lặt vặt này nó cũng có, chứ vài tuần có một lần. Thì hôm nay tôi gặt hái dấp cá đó quý vị. À, thì cái này chúng tôi có cái chậu, quý vị thấy nè, đó cái chậu này nó cũng nhỏ thôi. À, chụp xa quý vị thấy nó cũng nhỏ thôi nhưng mà nó rau mọc khá tốt quý vị, chứ cứ có nắng lên là mọc tốt lắm. À, và bên cạnh đó hôm nay tôi cũng ngoài việc gặt hái rau dấp cá thì tôi cũng gặt hái cái rau má nữa quý vị. Đây bên cạnh cái chậu này quý vị thấy tôi có cái chậu rau má nè đó. Thì cái rau má này cũng vậy á, nó cũng mùa đông nên là nó cũng không có tốt lắm đâu, nhưng mà nó cũng lai rai. Vài tuần thì mình gặt hái một lần thì cũng xay được mà cái rau má uống. Tôi thì tôi thích ăn rau má, uống nước rau má nên là mình trồng tí, mùa đông mình cũng có nước rau má lai rai. À, giờ tôi đang gặt hái đây. Thì mấy cái loại rau này á thì nếu mà mùa hè thì tôi trồng nó ở ngoài sân đó quý vị. À, mình trồng ngoài sân, nhưng mà tới mùa đông á thì mình bứng một ít mình để vào cái chậu như thế này thì mùa đông mình cũng có, mình ăn suốt luôn. Thì tôi cũng trồng dấp cá rồi các loại rau thơm như là rau húng quế, rau húng dũi, rau răm. À, cứ mỗi thứ một cái chậu như thế này đó quý vị, để ở trong cái basement thì là mùa đông là mình cũng có mình ăn. Nhiều khi làm biếng đi mua đi chợ nữa, thì mình cũng vẫn có mấy cái rau này mình xài. Cái basement là cũng như giống như cái vườn tạm thời đỡ đỡ của tôi vào mùa đông vậy. Còn mùa hè thì mình ra được ngoài sân thì quá sướng rồi, không kể. Đó, chụp tí chia sẻ với quý vị ha. Tôi phải ngừng ở đây để mình hai tay mình hái cho dễ, chứ này một tay thì hơi khó. Thì thưa quý vị, đây cái chậu rau gì đó dấp cá đây, sau khi tôi hái xong thì nó trơ trọi như thế này đó quý vị, nhưng mà không có sao. À, mình tưới nước lơ vô thì nó lại mọc, và cứ khoảng 2 hay 3 tuần đó thì tôi lại hái được một cái rổ như thế này. Tôi chụp quý vị coi đó, nó được một cái rổ rau như thế này đó, là mình có thể ăn thêm với mấy cái rau thơm khác và rau xà lách, là mùa đông mà mình vẫn có rau dấp cá ăn đó quý vị. Rồi còn để cho cái rau này nó lên tốt đó thì cứ khoảng 2 3 tháng thì tôi cho một tí phân, tại vì mình trồng là mình ăn rau sạch đó nên là tôi không có cho phân hóa học, mà tôi cho cái loại nó gọi là organic như vậy nè quý vị đó, để chụp cho quý vị xem. Nếu quý vị nào thích mà trồng trong nhà đó mà ăn đó thì mình mua cái loại này nè đó, nó là cái loại, nó gọi là blood meal. Cái loại này nó chỉ có nitrogen thôi quý vị, thì nó rất là tốt. Nếu mà mình mà ăn lá đó thì cái loại này rất là tốt. Thì cứ khoảng 2 3 tháng thì tôi một cái chậu như vậy, tôi chỉ cho một vài thìa thôi, mình rắc 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 vô. Cái này nó hạt 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 này, tôi mở cho bạn xem thì là nó ra lá rất là tốt. Sau đó thì mỗi lần mình hái xong thì mình chỉ cần tưới nước thôi,
tưới nước cho nó thì là nó lại lên. Và quý vị cứ có rau ăn suốt cả mùa đông luôn, nên là nó làm vậy quý vị thấy nó là phân organic đó. Đó thì nó tốt hơn là cái loại mà hóa học một chút xíu. Thì đó thì là cái loại này là cái loại tôi mua để tôi bón vào những cái rau thơm mà tôi trồng ở dưới bên mình, là mình có mình ăn trong suốt mùa đông luôn quý vị. Đó, rồi bây giờ vậy là xong cái hoa rau diếp cá ha. Bây giờ tôi bắt đầu tôi hái rau má. Thì thưa quý vị, đây là cái chậu rau má tôi có. Cái rau má này tôi hơi để nó hơi lâu nè, cũng tới cả tháng rồi không có hái nên là cái lá nó cũng hơi già. Nhưng mà nó già như vậy mình xay nước trái cây mình uống, xay nước rau má mình uống thì mình cũng lọc mình bỏ cái lá đi. Nhưng mà thường thường mà rau má mà nó hơi già như thế này một tí thì cái mùi nó mạnh hơn. Nó nhiều khi tôi thích cái mùi thơm của rau má đó, nên là tôi để cho nó hơi lớn lớn một chút xíu tôi mới hái. Thì đây là cái chậu rau má trước khi tôi hái đó quý vị. Đó, nó như thế này. Thì mình cũng xay được một ly nước sinh tố rau má uống. Cái này là mùa đông thôi ha. Còn nếu mùa hè đó, tôi đem nó ra ngoài kia tôi trồng dưới đất thì nó lên mạnh lắm quý vị ơi. Mà mỗi lần mình hái là có thể mình nấu canh mình ăn luôn được. Chứ còn cái này thì chỉ uống nước sinh tố thôi. Chứ còn nấu canh thì ít lắm. Không có nấu canh được đâu. Thành thôi bây giờ tôi bắt đầu hái nha. Dạ, đây là cái chậu rau má mà sau khi tôi đã hái xong thì nó như thế này đây. Nó chỉ còn vậy là tôi tưới nước lên là khoảng một vài tuần nữa là tôi lại có rau má ăn thôi. Và thưa quý vị, đây là cái chậu rau, cái rổ rau má tôi hái được nè, đó. Nó được một rổ như thế này là lên là xay là coi như là có nước sinh tố rau má uống đây. Thú vị không quý vị? Mình trồng được á, mình mặc dù bên ngoài là 0 độ C nha, nhưng mà trong nhà mình vẫn có thể ngồi nhâm nhi ly nước sinh tố rau má. Tôi là rất là thích cái mùi rau má đó quý vị, tại nó thơm mà nó mát á. Thành ra là mình lại trồng nữa, mình tự trồng nữa lên nên là uống là thấy rất là thích luôn. Rồi giờ tôi lên tôi rửa và làm ly nước rau má sinh tố. Tôi xin dừng cái video hái rau ở đây. Xin chúc quý vị vui vẻ, mạnh khỏe và cẩn thận trong cái mùa corona này nha. Cố gắng để giữ cho nó được khỏe mạnh. Cái bệnh này thấy nó lây lan cũng kinh khủng quá, mình cũng thấy lo ngại. Thôi xin chào quý vị, chúc quý vị một ngày vui vẻ. Xin chào.